chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu món mới. Hôm nay mình sẽ nấu món gì vậy em? Hôm nay mình sẽ nấu món lẩu cua biển nấu bầu. Nguyên liệu gồm 1 ký mốt cua biển, 1 trái bầu, 2 nắm đùi gà, nắm linh chi trắng, tỏi, ớt, hành lá, hạt nêm và nước mắm. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế nha. Sau khi mình chuẩn bị các món sẵn sàng rồi, bây giờ bắt đầu sao em? Tiếp tục. Cái món này rất là đơn giản. Mình sẽ nấu một cái nồi nước dùng. Em nấu nước dùng chân gà. Mình có thể nấu bằng xương heo, xương bò. Nói chung là mình nhớ đừng có nấu nó mỡ quá. Nếu mà xương heo, xương bò nó mỡ quá thì mình vớt cái lớp mỡ mình bỏ, mình chỉ lấy cái nước trong thôi. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị cái nồi nước dùng. Cái nồi nước dùng nó đã xong rồi ha các bạn. Mình đang chuẩn bị nồi nước dùng thì bên đây mình sẽ đi rửa cua. Mình chỉ các bạn cách rửa cua, rửa cho thật sạch nha. Tại vì mình phải dùng luôn nước cua, rửa lấy bằng chải chà cho thật sạch. Cái mu cua đừng có tách ra, để nguyên luôn để cái mình giữ được cái thịt cua cho nó ngon ha. Đó, mình cắt đôi như vậy. Nè các bạn thấy cua ngon ghê chưa. Nhớ đừng tách cái mu nha, lột cái mai ở dưới. Xong rồi cắt đôi ra. Đó, con nào cũng vậy thôi. Rửa thật sạch nha các bạn. Thấy gạt ngon ghê chưa. Rửa thật sạch xong rồi cắt làm đôi thôi. Cái mình chuẩn bị sẵn một ít mỡ hành. Tại vì trong cái món ăn của mình không có dầu mỡ gì hết, chỉ có nước dùng thôi, cho nên một ít cái mỡ tỏi nha. Mình để lên cua cho nó thơm. Lát rồi mình sẽ thả vô nồi súp, nồi lẩu. Chào các bạn. Bắt đầu cái này là đồ bổi mình ăn với cua nha. Bầu nè, mình sẽ sắc sợi ra nha các bạn, cho nó mỏng. Tại vì lúc mình thả vô mình ăn liền nó ngọt. Đừng có sắc dày nha, sắc mỏng. Trái bầu các bạn biết lựa làm sao non không? Lúc mình cầm lên nó có gai, nó đâm lên tay mình là nó non. Cầm trái bầu nó nặng, đó. Nó mềm mềm rồi nó có gai. Còn cái này là nấm linh chi trắng Hàn Quốc. Các bạn nhớ mua coi xuất xứ nha. Tại giờ xuất xứ hay Trung Quốc rất là nhiều, mình phải mua trong siêu thị á. Nấm đùi gà nè, mình cũng sắc mỏng mỏng ra ha. Cũng là xuất xứ Hàn Quốc hoặc là Nhật, chứ các bạn đi mua ngoài chợ thì phải cẩn thận nha. Các loại nấm bây giờ nó tùm lum hết. Thì ăn kèm với cái này thì mình sẽ bỏ hành vô, hành lá vô nha các bạn. Đây, các loại hạt nêm. Bây giờ mình chuẩn bị nấu nha. Nước sôi rồi, nước dùng nó sôi rồi. Bắt đầu nêm nước dùng nha, nước dùng nó đã sôi rồi. Mình vớt mấy cái gà đồ ra hết rồi. Giờ mình cho khoảng một muỗng cà phê hạt muối nha. Do cái món này nó có vị ngọt của bầu, nó có vị ngọt của cua, nó có vị ngọt của nấm, cho nên các bạn đừng có để đường nhiều nha. Mình để một muỗng nhỏ đường thôi ha. Đường này đường cát vàng, nó an toàn. Rồi, mình cho một ít hạt nêm thôi nha các bạn, đừng có cho quá nhiều. Nhưng bây giờ mình cũng không nên ăn quá nhiều ha. Rồi, 2 muỗng nước mắm ngon nha các bạn. 2 muỗng. Rồi. Mình đếm coi nước dùng vừa chưa nha các bạn. Ok, quá ngon, vừa ăn rồi. Bây giờ mình sẽ xả cua vào. Nước nó sôi rồi mình xả cua vào nha các bạn. Cua rất là ngon. Cái thực đơn này là cho khoảng nếu mà người lớn mà ăn sức ăn mạnh là 2 người lớn. Còn nếu mà sức ăn vừa phải thì 2 người lớn với 1 em bé, 2 em bé vậy đó. Cái này mình ăn trên bếp luôn nha các bạn, nó nóng nó rất là ngon.
Rồi mình sẽ đậy nắp lại và chờ nó trong vòng 10 tới 15 phút cho cua nó chín nha các bạn. Rồi. Rồi sôi được khoảng 5 phút rồi mình trở lại nha các bạn cho nó chín đều nha. Cua này quá ngon luôn á, gạch quá trời luôn. Chị bán chỉ bao ăn á, có 280 ký thôi nha các bạn, mà dây nó cột hơi nhiều. Cái này 1 ký mốt nè, thì chắc chị này chỉ cân đủ, chứ còn khoảng 8 lạng cua đó, 3 lạng dây. Rồi, cho sôi thêm chút xíu nữa nha các bạn, cho nó chín đi cái mình vớt ra dĩa. Các bạn ơi, cua đã chín rồi nha, giờ mình vớt ra. Bầu nó chín nhanh hơn nấm nha, giờ mình bỏ nấm trước nha các bạn, cho nó sôi lên một dạo á, mình đã bỏ bầu vô, bầu nhanh chín lắm, tại mình sắp mỏng mình ăn liền mà. Rồi giờ mình sẽ cho nấm này nó sôi một dạo rồi mình sẽ bỏ bầu vô nha các bạn. Đã sôi được mấy dạo rồi đó các bạn, khoảng 3 phút rồi. Giờ mình sẽ bỏ lại là món bầu vô. Bỏ vô là bầu vô là ăn liền nha các bạn. Bỏ vừa đủ ăn thôi nha các bạn. Đừng bỏ hết. Ăn tới đâu là nhúng tới đó. Trong kia còn cả rổ nữa. Giờ mình bỏ cái này là đủ một lần mình ăn rồi một lát rồi. Chừng nào mình ăn xong thì mình lại bỏ thêm nữa. Ăn tới đâu bỏ tới đó. Đó, rồi bây giờ bỏ hành vô nữa là bắt đầu mình chén thôi. Hành mình ăn tới đâu mình cũng bỏ tới đó luôn. Lát mình bỏ thêm bầu để mình bỏ hành vô nha các bạn. Rồi cái món ăn kèm với cái này sẽ là cơm. Cơm hoặc bún hoặc mì nha. Nãy mình không có mua bún, giờ mình ăn mì hoặc là cơm. Còn nước chấm thì nấm chứ bầu mình sẽ chấm là nước mắm ớt. Còn cua mình sẽ chấm muối tiêu chanh nha các bạn. Muối tiêu chanh. Rồi bắt đầu ăn thôi. Nó vừa sôi lên là ăn bầu rồi đó, nó sẽ rất là ngon các bạn ơi, để lâu quá nó không ngon. Nấu ăn tuyệt, cú mèo đến mức nào.